Xin chào các em, chúng ta cùng quay lại chữa sách bài tập Unit 2. Và hôm nay cô sẽ chữa trang số 20 days các bạn nhé. Rồi các bạn hãy tập trung nhé. Sở dĩ là cô sẽ kết hợp chữa sách bài tập cũng như là sách giáo khoa luôn cho các bạn, bởi vì là bộ sách các bạn đang học là một bộ sách rất hay và các bạn được trang bị đầy đủ các kỹ năng luôn, nên chúng ta muốn chuẩn bị thật tốt cho bài thi thi giữa kỳ cũng như là bài thi cuối kỳ thì chúng ta hãy ôn tập thật kỹ những cái phần chúng ta đã học ở trong sách nhé. Rồi number 2, vocabulary and listening special days, tức là chúng ta sẽ học về từ vựng, làm luyện tập về từ vựng nghe và những ngày đặc biệt special days, được chưa? Rồi bài số 1 là bài vận dụng ở mức cơ bản này, hãy nhìn vào những bức tranh và hoàn thành các cái câu đố về từ từ hàng ngang và từ hàng dọc. Thì ở đây bức tranh số 1 là bức tranh số ở đây là hàng đầu tiên là người ta cho mình số 1 là celebrate, tức là tổ chức nhá, động từ hết, tất cả ở đây đều là động từ, celebrate là động từ. Câu số 2, tặng quà cho nhau là give presents. Câu số 2 là give. Câu số 3, câu số 5 ở đây hàng ngang nhá, đi câu số 5 này. Câu số 5 là visit, đúng không các bạn? Visit là thăm bạn bè và gia đình, visit friends and family. Câu số 6 thì chúng ta sẽ điền từ gì nhỉ? Từ make costumes, tức là tự thiết kế các cái bộ trang phục. Câu số 7 ở đây là chúng ta thấy có một tấm thiệp mời, đúng không? Đến dự tiệc thì chính là invite friends to the house, tức là mời bạn bè đến nhà của bạn. Và hàng từ trên xuống dưới thì chúng ta có ở đây là gì đây? Câu số 1 là celebrate a special day, tổ chức một ngày lễ quan trọng. Câu số 2 thì chúng ta lại phải nhìn cả vào từ nữa, with your family. Rồi câu số 2 là hàng dọc thì chúng ta có từ go out, là đi ra ngoài đấy. Câu số 3, good friends, thì ở đây là câu số 3 là chúng ta thấy là đang nhảy múa theo điệu nhạc, đúng không? Vậy thì câu 3 chúng ta sẽ điền là dance. Và câu cuối cùng là sing a song, là hát một bài hát, câu số 4, được chưa? Rồi, vậy chúng ta cùng chuyển đến bài số 2 nhé. Bài này là bài luyện tập rất là nhanh thôi. Bài số 2 là bài vận dụng ở mức nâng cao hơn một chút này, trung bình đấy. Hãy hoàn thành cái bài, tức là một cái bài mô tả về một cái kỳ nghỉ lễ quan trọng ở nước Anh, và bạn có thể sử dụng các cái từ ở bài số 1, được chưa? Rồi, a special day, Mother's Day là một ngày lễ quan trọng, ngày của mẹ. Mother's Day is a special day in the UK. Ngày của mẹ là một cái ngày quan trọng ở nước Anh, Vương quốc Anh. I give my mother a present. Tôi đã tặng mẹ tôi một món quà, usually some flowers, thường là một vài bông hoa. And sometimes my sister and I play music, và đôi lúc thì chị của tôi và tôi thì chơi nhạc. We celebrate these days on say Sunday in March or April. Chúng tôi tổ chức cái ngày này vào một cái ngày thứ chủ nhật của tháng 3 hoặc là tháng 4. My father always invites his mother to the theater or cinema in the afternoon. Bố của tôi thì luôn luôn là mời mẹ của ông ấy, tức là bà ở Hà Nội đấy, đến rạp nhà hát hay là rạp chiếu phim vào buổi chiều. Then she comes to our house. Sau đó bà đến nhà của chúng tôi. She always wears nice clothes on Mother's Day. Bà luôn luôn là mặc những quần áo trang phục rất là đẹp vào ngày của mẹ. Many people go by train or car and visit their mothers. Nhiều người thì đi bằng tàu hỏa hoặc là ô tô và thăm mẹ của mình, những người mẹ của mình, tức là những người họ không sống gần mẹ, họ làm ở những cái nơi khác, họ định cư ở nơi khác. Then they all have a special meal in a nice restaurant. Và sau đó thì tất cả họ đều có một bữa ăn đặc biệt ở một nhà hàng rất là đẹp. Rồi bài số 3 là bài vận dụng, cũng là ở mức trung bình, là chúng ta sẽ lắng nghe nhé. Đây là bài nghe rất là hay, quyển sách bài tập rất là hay, có cả phần nghe. What does Andrew do on a very important days of the year in Scotland? Andrew thì làm gì vào một ngày rất là đặc biệt của năm ở đất nước Scotland? Rồi và bạn hãy nhìn cái cụm ở dưới, sau đó bạn nghe và bạn tích cái nào mà bạn nghe được những cái hoạt động mà bạn ấy tổ chức thì bạn sẽ tích nhá, còn không thì thôi. Thì cái phần này cô sẽ bật cho các bạn nghe nhá, các bạn cùng giờ mở ra nghe với cô nhá.
Vocabulary and listening. Exercises 3 and 4. Hi, Andrew. Thank you for being here today. What's an important day of the year for you? Well, that's easy. It's Hogmanay, the 31st of December, the last day of the year. It's called New Year's Eve in other parts of the UK. Here in Scotland, it's very important. And what do you do? A lot of different things, really. We usually start early. We invite friends and family to our home, and we all have a big meal at around 7 p.m. After that, we play music and dance. Old Scottish dances. They're often very fast. And what do you wear? Special clothes? Oh, no, no. We don't wear special costumes or anything. Not at my house. OK. Later, at 12 a.m, we sing an old song. It's called Auld Lang Syne. Then we go out into the streets and watch the fireworks. There are always a lot of those. Do you go to bed after that? Oh, no. I visit my friend Dan and his family. I usually give him one or two small presents, perhaps money or food. It's a special thing we do here in Scotland. It's called first footing. Oh, that's interesting. Then I go to bed at about 2 in the morning, and I get up very late the next day. Great. Thanks very much. Rồi, các bạn đã nghe xong thì đây chính là phần nghe để chúng ta lấy cái thông tin ở trong bài đúng không? Thì phần nào chúng ta nghe được thì chúng ta sẽ tích, còn cái từ nào người ta nói là không hoặc là chúng ta nghe thấy thì sẽ không tích. Nhìn chung ở đây là người ta đề cập đến cả 8 cái mục này. Nhưng có một số cái thông tin người ta sẽ nói sai lệch đi. Nên thì các bạn sẽ gạch chân trước khi làm bài như cô đã hướng dẫn, chúng ta sẽ gạch chân keyword. Ví dụ ở đây là big meal, đúng không? Một bữa ăn rất là lớn. Music, dance, costume, hoặc là từ big present. Nếu mà người ta nói ở đây là give small presents, tức là gửi tặng nhau những món quà nhỏ, mở món quà nhỏ thì nó đang trái nghĩa với câu người ta đưa ra rồi. Vậy ở đây thì bạn Andrew thì bạn ấy chỉ liệt kê những cái thứ như sau. Thứ nhất là number one, have a big meal, tức là ăn một bữa ăn rất là thịnh soạn to đấy, rất là hoành tráng đấy. Câu số 2 là play music, đúng. Câu số 3 là dance, bạn nói từ dance rất là rõ ràng luôn. Câu số 4 thì bạn lại không đề cập. Bạn nữ bạn có hỏi là thì hôm đấy là bạn có mặc cái trang phục gì không, thì bạn nói là hôm đấy chúng tôi sẽ không mặc cái trang phục đặc biệt đâu, ít nhất là ở nhà bạn đó. Câu số 5, sing a song. Các bạn có nhớ tên của bài hát là gì không? Auld Lang Syne, thì chưa, một bài hát cổ và rất được ưa chuộng ở Scotland, được chưa? Number 6, watch fireworks. Họ xem pháo hoa và họ sẽ ra ngoài đường để họ xem các bạn nhé, fireworks. Câu số 7 là visit friends, là thăm bạn bè của mình. Và câu số 8 thì ở đây người ta lại không nói là give big presents, mà người ta chỉ nói là give small presents. Bạn nào chúng ta quên lên phần này, chúng ta có thể quay lại, tua lại để chúng ta nghe lại nhé. Nghe đi nghe lại nhé. Rồi ok, number 4. Bài số 4 là bài listen again and write true or false. Bạn sẽ nghe lại một lần nữa, sau đó bạn sẽ biết câu đấy là đúng hay sai. Thì đây là câu mà chúng ta sẽ lấy thông tin chi tiết. Chúng ta sẽ được nghe lại bài này. Nghe lại bài này thì như cô hướng dẫn ấy, là trước khi nghe thì chúng ta phải hình dung được cái sách của bạn hay. Bởi vì sao? Bởi cô giáo là soạn bài cho rất là nhiều sách, nên cô có cái nhìn khá là khái quát về chương trình học lớp 6 của các bạn. Cô đánh giá sách của các bạn hay bởi vì cái phần nghe người ta có rất là nhiều mẹo cho các bạn, được chưa? Và cô đảm bảo là để đến lớp 12 mà các bạn học sách này thì các bạn hoàn toàn có thể thi được các cái chứng chỉ quốc tế rất tốt, bởi vì là kỹ năng nghe của các bạn đã được học dạy rất là bài bản. Rồi, vậy thì bạn phải dự đoán. Dự đoán thì đầu tiên là cái phần đầu đã dự đoán rồi. Còn cái phần này thì mình sẽ phải gạch chân những cái từ quan trọng. Những cái từ quan trọng. Từ nào là từ quan trọng trong câu, là từ mang nội dung chính của câu. Đó là các cái chủ ngữ này, là danh từ, động từ, tính từ, từ để hỏi, được chưa? Rồi thì ở đây cô chọn nói ví dụ là
important là quan trọng đúng không? Một ngày quan trọng cho Andrew thì là ngày 31 tháng 12 đúng hay sai? Nếu bạn nghe được cái thông tin đấy, tức là anh ấy đề cập đến cái ngày đấy là ngày quan trọng ở Scotland ấy, thì bạn tích là true. Được chưa? Câu số 1 cô gợi ý thêm câu số 1 và các câu khác các bạn cũng cách tương tự nhé. Trước khi chúng ta làm bất kỳ một bài nghe hoặc là một bài thi nào, bài đọc hiểu cũng thế, chúng ta phải khai thác các cái thông tin chúng ta có để chúng ta chuẩn bị tâm thế trước khi nghe và trước khi đọc. Rồi, câu số 1 cô sẽ gạch chân từ a meal. A meal là có một cái bữa ăn này. Và lúc 8 giờ tối. Vậy thì nếu cô nghe là ở đây là 7 giờ tối chẳng hạn thì thông tin này đang bị sai, được chưa? Vậy các bạn hãy nghe lại thêm một lần nữa nhá. Cô sẽ bật lại thêm cho các bạn một lần nữa này. Unit 2. Vocabulary and Listening. Exercises 3 and 4. Hi, Andrew. Thank you for being here today. What's an important day of the year for you? Well, that's easy. It's Hogmanay, the 31st of December, the last day of the year. It's called New Year's Eve in other parts of the UK. Here in Scotland, it's very important. And what do you do? A lot of different things, really. We usually start early. We invite friends and family to our home, and we all have a big meal at around 7 p.m. After that, we play music and dance. Old Scottish dances. They're often very fast. And what do you wear? Special clothes? Oh, no, no. We don't wear special costumes or anything. Not at my house. Okay. Later, at 12 a.m, we sing an old song. It's called Auld Lang Syne. Then we go out into the streets and watch the fireworks. There are always a lot of those. Do you go to bed after that? Oh, no. I visit my friend Dan and his family. I usually give him one or two small presents, perhaps money or food. It's a special thing we do here in Scotland. It's called first footing. Oh, that's interesting. Then I go to bed at about 2 in the morning, and I get up very late the next day. Great. Thanks very much. Các bạn đã nghe xong. Sau khi cô phân tích thì có vẻ là các bạn chúng ta sẽ nghe nó đơn giản và dễ dàng hơn nhiều đúng không nào? Rồi, vậy thì chúng ta hãy cùng đến với đáp án nhé. Câu số 1, Andrew đã có một bữa ăn lúc 8 giờ tối chưa đúng. Bởi vì ở đây như cô gạch chân thì người ta đang đọc là 7 giờ tối chứ không phải 8 giờ tối. Ở khoảng 7 giờ tối, around. Vậy câu này false. Câu số 2, họ nhảy những cái bài hát, bài nhảy múa đấy, những cái điệu nhảy thì thường là chậm. Ở đây là keyword là từ slow này và dances, được chưa? Thì thường là chậm chưa đúng rồi bởi vì họ đề cập là very fast, tức là rất là nhanh. Nên các bạn ạ, nếu mà thầy cô yêu cầu sửa thì chúng ta sửa được nhá, đó là fast. Câu số 3, Andrew watches the fireworks in the street, tức là xem ở ngoài trời, ngoài phố, đúng rồi. Câu số 4, there are lots of fireworks, tức là rất có rất nhiều, there are lots of those, tức là người ta đề cập đến có rất là nhiều fireworks, tức là cái those ở đây chính là fireworks, chính là pháo hoa. Câu số 5, Andrew visits his brother's house, thì ở đây cái keyword các bạn cần tìm là từ brother house, brother's house. Nhà của anh trai chưa đúng mà là thường là họ sẽ thăm bạn bè đúng không? Và đây là false. Và câu cuối cùng, cậu ấy đã đi ngủ lúc 2 giờ sáng, đúng rồi. Rồi, ok. Bài số 5 là bài vận dụng nâng cao, là các bạn sẽ phải sự vận dụng tất cả kỹ năng các bạn đang học để viết một bài về một ngày đặc biệt. Write the names of a special day, then write sentences about what you do on that day. Bạn hãy viết tên một ngày quan trọng, thì ở đây cô nói là ngày Tết, được chưa? Và bạn hãy viết những cái câu hay là những cái câu mà bạn làm, những thứ bạn làm vào cái ngày đó, thì ở đây cô đã viết là Tết is a special day in my country. Before Tết holiday, everyone prepares many things and decorates their house. I plant a lot of flowers in front of my house and buy many things
such as clothes or food. Besides, most of the streets are also decorated beautifully with colorful lights and flowers. During Tet, I spend more time visiting my relatives and friends. I really like Tet because it is a good chance for every family member to reunite. Tết là một cái dịp rất đặc biệt ở đất nước của tôi. Trước Tết thì mọi người, ở đây everyone chúng ta sẽ không biết hoa nhé. Ở đây là cô đang đánh cái bị lỗi thôi. Mọi người sẽ chuẩn bị nhiều thứ và trang hoàng nhà cửa. Tôi trồng nhiều loại hoa ở trước nhà và mua nhiều thứ như là quần áo, đồ ăn. Bên cạnh đó, hầu hết các cái đường phố đều được trang trí một cách đẹp đẽ với những cái ngọn đèn và những bông hoa nhiều màu sắc. Trong dịp Tết thì tôi dành thời gian thăm họ hàng và bạn bè. Tôi thực sự là thích Tết bởi vì đây là một cơ hội cho mọi người trong mọi thành viên trong gia đình đoàn tụ với nhau. Okay, that's the end of our lesson today. I wish you like it and hope to see you next time. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Cô hy vọng là các bạn có được những cái kiến thức hữu ích để chuẩn bị cho những kỳ thi sắp tới và hy vọng là gặp các bạn trong những buổi học kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.